xin chào anh em chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh xe Việt trên video anh em đang xem đây là mẫu xe Toyota Wigo một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc nằm trong phân khúc hạng A tại thị trường Việt Nam phân khúc hạng A chỉ có một vài cái tên thôi đó là chiếc Kia Morning và chiếc Hyundai i10 hai mẫu xe này là hai mẫu xe lắp ráp và lợi thế dành cho xe lắp ráp đó là được hưởng 50% lấy phí trước bạ còn chiếc Toyota Wigo thì là xe nhập khẩu không được hỗ trợ Hôm nay là những ngày cuối tháng 9 thì em xin phép cập nhật cho anh em về chính sách bán hàng của từng phiên bản Toyota Wigo. Đồng thời em sẽ tính cho anh em giá xe ra biển số năm bánh và những thông tin trả góp để anh em nào đang có nhu cầu quan tâm mẫu xe này. Anh em xem video và có cơ sở để đưa ra những quyết định mua xe cho phù hợp. Mời anh em cùng xem chi tiết. Mẫu xe Toyota Wigo có hai phiên bản, Wigo bản E số sàn và Wigo bản G số tự động. Nếu so sánh với hai mẫu xe đó là chiếc i10 và chiếc Kia Morning thì Toyota Wigo được trang bị tương đối nhiều những option có thể cạnh tranh trực tiếp với hai mẫu xe của Hàn Quốc này. Và theo quan điểm cá nhân của em, em chia sẻ cho anh em một số những kinh nghiệm. Đó là từ đầu năm đến bây giờ, Toyota Wigo gần như là chính sách bán hàng, khuyến mại tương đối ổn định, không có gì thay đổi cả. Ngay cả hiện tại bây giờ khi mà hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp đó là chiếc i10 hay là chiếc Kia Morning có được hưởng ưu đại thuế thì chính sách bán hàng dành cho Wigo vẫn ổn định như vậy anh em có thể nhận thấy rằng mẫu xe Wigo tại thị trường Việt Nam không phải là mẫu xe để cạnh tranh phân khúc và nhà máy nhập Toyota Wigo về cũng là để có xe trong phân khúc chứ không phải là để cạnh tranh phân khúc với những mẫu xe hạng A. Đồng thời, những mẫu xe hạng B hiện tại bây giờ giá bán cũng rất là thấp, đang đè vào thị phần của những mẫu xe hạng A và thực sự là ngoài Wigo ra, hai mẫu xe i10 và Kia Morning thời điểm mấy tháng trở lại đây thì rất ít anh em lựa chọn. Và quay trở lại video phiên bản đầu tiên em sẽ cập nhật cụ thể cho anh em về thông số kỹ thuật cũng như là chính sách bán hàng đó là chiếc Wigo bản E số sàn. Toyota Wigo sử dụng động cơ 1.2 lít 3 máy kèm hộp số sàn 5 cấp cho công suất cực đại là 87 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng trên phút. Trục cơ sở của xe là 2.525 mm, khoảng sáng gầm là 16 cm. Xe sử dụng phanh trước là đĩa sau tăng trống. Xe có la răng sắt 14 inch. Mức tiêu thụ nhiên liệu ổn hợp vào khoảng 5,1 lít trên 100 km theo điều kiện tiêu chuẩn. Về ngoại thất, cụm đèn pha dạng LED phản xạ đa hướng, có đèn daylight, cụm đèn hậu dạng bóng halogen, tay nắm cửa thì mạ cùng màu thân xe. Gương chiếu hậu bên ngoài có chỉnh điện. Về nội thất thì vô lăng tích hợp điều khiển âm lượng, đàm thoại sảnh tay. Xe được trang bị ghế nỉ chỉnh cơ, ghế lái thì chỉnh cơ 4 hướng. Xe có trang bị điều hòa cơ, có màn hình giải trí cảm ứng 7 inch và kết nối điện thoại smartphone. Hệ thống âm thanh sẽ được trang bị 4 loa. Về hệ thống an toàn, xe trang bị camera lùi và cảm biến sau Hệ thống túi khí sẽ được trang bị hai túi khí và các tính năng an toàn cơ bản như là chống bó cứng phanh, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, phân phối lực phanh điện tử, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo và có khóa cửa trung tâm. Chính sách bán hàng thời điểm những ngày cuối tháng 9 của hai cơ sở bên em như sau. Chiếc Vigo bản E thì có giá niêm yết là 360 triệu tại thời điểm những ngày cuối tháng 9 cơ sở Hà Nội bây giờ anh em được giảm 5 triệu tiền mặt giá bán là 355 triệu. Ngoài ra thì tặng anh em 1 năm bảo hiểm thân vỏ cùng với những phụ kiện là dán kính trải sàn và một số những phụ kiện khác. Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh thì hỗ trợ giảm trực tiếp tiền mặt cho anh em là 13 triệu so với thời điểm trước là cũng đã giảm thêm vài triệu rồi. Đồng thời tặng thêm anh em một gói phụ kiện chính hãng trị giá 20 triệu nữa. Và như vậy thì giá bán cuối cùng cho Wigo bản E tại cơ sở thành phố Hồ Chí Minh là 347 triệu. Dựa vào giá bán nguyên xe này, giá sẽ ra biển số 5 bánh cùng với những thông tin trả góp em cập nhật cho anh em như sau anh em ở Hà Nội ra biển số sẽ là 420 triệu, cần trả trước 118 triệu. Các tỉnh áp thuế 12% thì sẽ là 400 triệu, cần trả trước 99 triệu. Các tỉnh áp 10% thì sẽ là 393 triệu và cần trả trước 91 triệu. Biển thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ là 405 triệu và cần trả trước 110 triệu. Các tỉnh miền Nam thì sẽ là 385 triệu và cần trả trước 90 triệu. Với số tiền ban đầu trả trước thấp nhất như vậy, anh em sẽ vay ngân hàng hoặc công ty tài chính của Toyota gói vay mắc là 85% giá trị xe, tương đương với số tiền là khoảng 301 triệu trong thời gian vay 8 năm. Gốc lãi tháng đầu tiên, anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 4,6 triệu. Tháng thứ hai trở đi sẽ theo dư nợ dần dần. Phiên bản thứ hai em cập nhật cho anh em về thông số kỹ thuật cũng như là chính sách bán hàng, đó là chiếc Wigo bản G. Phiên bản này được trang bị những tính năng option khác biệt và vượt trội hơn so với bản số sàn như sau. Xe trang bị hộp số vô cấp, la răng đúc 14 inch, còn bản số sàn là la răng ốp nhựa. Mức tiêu thụ nhiên liệu là khoảng 5,2 lít trên 100 km theo điều kiện tiêu chuẩn. Về ngoại thất, tay nắm cửa tích hợp mở cửa thông minh. Gương chiếu hậu thì tích hợp thêm gập điện. Vô lăng thì điều chỉnh được độ cao, có start stop để nổ bằng nút bấm. Ghế lái thì chỉ tay 6 hướng, còn bản MT vừa rồi em cập nhật cho anh em là chỉ có bốn hướng thôi xe có điều khiển điều hòa màn hình điện tử về tính năng an toàn thì có khóa cửa trung tâm có thêm auto lock xe trang bị thêm cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện căn ngang phía sau giá niêm yết là 405 triệu tại thời điểm những ngày cuối tháng 9 chính sách của hai cơ sở bên em bên sau cơ sở hà nội cũng vẫn giảm 5 triệu tiền mặt giá bán là 400 triệu tròn tặng anh em một năm bảo hiểm thân vỏ cùng với gian kinh chạy sàn và một số những phụ kiện khác Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh thì hỗ trợ giảm trực tiếp 13 triệu, nhiều hơn so với thời điểm trước vài triệu. Giá bán cuối cùng là 392 triệu và tặng anh em một gói phụ kiện chính hãng trị giá 20 triệu. Với giá bán nguyên xe này, giá sẽ ra biển số 5 bánh cùng với những thông tin trả góp em cập nhật cho anh em như sau. Anh em ở Hà Nội giá biển số sẽ là 470 triệu, cần trả trước 130 triệu. Các tỉnh áp thuế 12% thì sẽ là 451 triệu, cần trả trước 111 triệu. Các tỉnh áp 10% thì sẽ là 443 triệu, cần trả trước 103 triệu. Biển thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ là 454 triệu và cần trả trước 121 triệu. Và các tỉnh miền Nam thì sẽ là 435 triệu và cần trả trước 101 triệu. Như vậy anh em sẽ vay ngân hàng gói vay tối đa là khoảng 340 triệu trong thời gian vay 8 năm. Gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 5,2 triệu. Tháng thứ hai trở đi cũng sẽ theo dư nợ giảm dần. dần. Anh em lưu ý, giá xe ra bị 65 bánh em tính cho anh em trong video đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản theo quy định của nhà nước. Anh em mua trả góp thì sẽ phát sinh thêm hai khoản chi phí nữa, đó là bảo hiểm thân vỏ và dịch vụ đăng ký xe chọn gói. Còn anh em mua trả thẳng thì không bắt buộc. Chính vì vậy, giá xe ra bị 65 bánh em vừa tính trong video là em chưa kê hai khoản chi phí này đâu. Cụ thể anh em muốn biết phiên bản, anh em quan tâm hai khoản này hết bao nhiêu tiền thì cứ liên hệ với nhân viên bên em để bên em báo giá cho anh em như vậy trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chính sách bán hàng của hai phiên bản WeGo thời điểm cuối tháng 9 em cập nhật cho anh em cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo xin chào anh em.